Tự mình chân ly Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ. Là khi nào đắc thì đắc quả không chậm trễ. Ehipasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Opanajiko là pháp của chư thánh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Bách chát tăng quê đi táp bô huynh nhu hi ti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng tri, được biết được thấy tự nơi tâm. Na ti mê sa ra năng anh nhăng thăm mô mê sa ra năng qua răng ê tê na sách cha quái chê na hồ tu mê cha ra măng ga lăng. Chẳng có chi đang cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quy bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Suppatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo chánh pháp. Uccupatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo thánh pháp. Nhà Japatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ Niết Bàn là nơi an lạc, dứt khỏi các sự thống khổ. Sāmi Chipatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Jajidang Chattariburisayugani tăng nếu đêm đôi thì có bốn bậc, tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Vương, tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A La Athaburisabugala, tăng nếu đêm chiếc thì có tam bậc, tăng đã đắc đạo Tu Đà Vương, tăng đã đắc quả Tu Đà Vương, tăng đã đắc đạo Tư Đà Hàm, tăng đã đắc quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo A Na Hàm, tăng đã đắc quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo A La Hán, tăng đã đắc quả A La Hán. Ê Sa Pha Ga Wa To Sa Wa Ca Sang Kho, chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A Hu Nay Yo, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dâng cung cho những người có giới hạnh. Pa Hu Nay, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cung cho đắc khi này vô. Các ngài đang thọ lãnh của tinh thi tin ly nhân quả đem đến dâng cung. Anh Charikarani vô, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang bun nhắc hết tăng lô ca sa ti, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Na ti mê sa ra năng anh nhăng sang khô mê sa ra năng qua răng ê tê na sách cha quách chê na hồ tu mê cha ra măng ga lăng. Cho đang cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quy bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này.
văn đa mi chê ti giang sáp bằng sáp bát tha nê su bát ti ti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bú tha ru bằng sa ca lăng sa đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Sa Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra tham mầm hi cha rằng anati tô và thi tham mầm hi và thình anati tô marana tham mầm hi maranang anati tô sắp bề hi mê bi dề hi mana bề hi na na pha vô quy na na vô ca cầm hi cầm ma đa già đồ cầm ma vô ni cầm ma bàn thù cầm ma bát tì sa ra nô Yang cầm măng cà ri sa mi can ya nang qua ba ba căng qua ta sa đa ya đồ pha quy sa mi e wang am he hi a phin hang bách cha quay ki tắp bàn tí Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình ta như ta thọ quả báo phân minh kết thành bề sát ta quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc khà hồn tu áp già bai trà hồn tu a ni khà hồn tu đi khà du ca hồn tu a rô ga hồn tu sam ba tì hi sa mi chan tu su khi át ta năng ba ri ha răng tu đúc khà bát ta cha nít đúc khà pha gia bát ta cha ni pha ya so ka pa ta cha ni so ka hôn tu sap be bi ba ni no nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau hãy cho được sự yên vui đừng có khổ đừng làm hại lẫn nhau đừng hẹp lượng hãy cho được sống lâu đừng có bệnh hoạn hãy cho được sự thành tựu đầy đủ hãy giữ mình cho được sự yên vui tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, thân chào các đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Bây giờ là thời điểm thích hợp để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con xin thay mặt đạo tràng đọc tác bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con kính thỉnh sư Trí Đức thay mặt chư tăng quy giới cho hàng Phật tử chúng con ngày hôm nay ạ. Ukasa ma yang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti yam bi ma yang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm bi ma dàng phành tê quy sùng kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mức đến sư Trí Đức để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mức đến sư. Dạ, con thưa sư, sư có nghe con thỉnh không ạ? Dạ, con xin sư giơ tay lên.
Alo chị Nhật Huỳnh ơi. Alo chị Meta có nghe em không ạ? Dạ có ai nghe không ạ? Alo. Dạ con thưa sư. Dạ cảm ơn Hồng Mai. Chị Nhật Huỳnh ơi. Dạ chị Nhật Huỳnh có nghe em không ạ? Chị Nhật Huỳnh. Dạ con thưa sư ạ. Chị Meta ơi, vậy bây giờ mình tự tự thọ tam quy và giới hả chị? Dạ cảm ơn Hạnh Kiểm. Chị Meta à? Dạ em tự xin. Bụt thằng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham mang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti giam bi bút thằng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti giam bi thầm mang Saranang Gacchami, con đem hết lòng xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti giam bi sang khang Saranang Gacchami, ta ti giam bi bút thằng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti giam bi thầm mang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti giam bi sang khang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ba na ti ba ta we ramani sikha ba đằng samadhiyami, con vâng giữ điều học để tránh xa sự sát sanh. Đi đà na we ramani sikha ba đằng samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame cha cha ra we ramani sikha ba đằng samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh sự tà hạnh. Musawada we ramani sikha ba đằng samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rajamak chappa madathana we ramani sikha ba đằng samadhiyami,
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Dạ, Phật tử chúng con nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên giữ dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên Phật tử chúng con phải ráng thọ trì giới luật cho trong sạch, đừng để lấm nhơ. Dạ, tiếp theo con xin được sám hối Phật Pháp Tăng ạ. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng tham anh cha du biết hằng qua rằng tham mê vô khali tô đô so tham mô ca ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng sang khanh cha du vít hô ta mang sang khê vô kha li tô đô so sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ con thưa sư, sư có nghe con thỉnh không ạ? À, thưa sư. Dạ con thưa sư ạ. Dạ con xin được tiếp tục. Dạ con được xin hồi hướng đến chư thiên. Akasattha cha phummattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhan tu sa sanang. Akasattha cha phummattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhang tu no garu akasattha cha phummattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhang tu nya ta yo akasattha cha phummattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu banino akasattha cha phummattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang khang tu no sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kin chi kusala kammang katap bang kiri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta san ni no a thi ye cha sa ta a san ni no ka tang bun nya pha lang mai hang
sáp bê pha ghi phá hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng bùn nhá pha lăng ma già dê cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni huệ đa dung sa bê lô cầm hi dê sát ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nôn nhang phô cha năng sáp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân bang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương hòa lòng. Ý đằng vô nhà tì nằng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng, thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Ý đằng qua ta mề bùn nhằng à sa quá kha già qua hằng hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhàng nít bà na sa bách của hồ tú. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả nít bàn. Dạ con kính lễ sư Pháp Thanh, dạ kính chào đạo tràng ạ. Hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và ngũ giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, đến chư thiên hộ trì mỗi người trong lớp học của dung Phật giáo năm truyền này, thiên ở Ngọc Đạt, chư thiên ở tịnh thất thiện hữu, chư thiên ở tại các ngôi nhà của Phật tử trong lớp học, đến tất cả chư thiên Càn Thác Bà, Cửu Bàn Trà, cùng Long Vương, Diêm Vương dưới nước trên bờ, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài tùy hỷ phước này để được tái sanh về nơi nhàn cảnh, thoát khỏi mọi sự đau khổ, được an lạc lâu dài. Cầu xin các ngài hộ trì cho chánh pháp được tồn tại dài lâu. Pha quần tu sắp ba mằng gần các khẩn tu sắp ba đề qua tà sắp ba bút thà nút phà quề na sắp ba thầm mà nút phà quề na sắp bề sằng khà nút phà quề na sa đà xót thì pha quần tu tề. Cầu uy đức Phật bảo, cầu uy đức Pháp bảo, cầu uy đức Tăng bảo, cầu chư thiên gia hộ, tất cả điều phúc lành luôn tụ thành như nguyện. Sắp bề bút thà ba lắp bắt tà bách chề cà nành cha dằn ba lần a ra hành tà nành cha tề chề na rắc hằng bần thà ni sắp ba sổ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Dạ, với những phước báo nào có được trong việc tụng kinh tam bảo, thọ trì tam quy và ngũ giới hôm nay, nhất là trong các thời gian học pháp và hành pháp Phật, con xin kính chia sẻ đến người dân Việt Nam, nhất là đến với những người đang là F0, xin cho những vị ấy mau khỏi bệnh, xin cho thế giới mau chóng kiểm soát được dịch COVID này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ đã vào rừng để chứng minh cho chúng con. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy ngũ giới, do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sự luân hồi. Dạ trong quá trình tụng kinh và thọ trì quy giới, nếu có điều gì sơ suất, con xin được sám hối với tam bảo, với quý sư, với đạo tràng, kính xin tất cả hoan hỷ với con. Dạ bây giờ là 4:29, dạ cũng còn một phút nữa, dạ 4:30, pháp sư cũng đã vô lớp. Dạ con kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha
Nam mô ta sa ga wa to arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa brahmacalokathibati sahambati ca tánh cha li an thi hoa răng a gia cha tha san ti tha sát tắp ba ra chắc kha cha ti cam đê sê tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sát tham ma phê rinh quy na danh cha ca văn sụt tánh cha bản thân a phi tham ma chậm măng a cô ta danh tô chu sắc cha đàn đăng bập bố tha này dê ba ri sa và mạch chêm. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh pháp sư cũng đã hoàn tất. Giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin lại cho chị Nhật Huỳnh để chị điều phối chương trình ngày hôm nay. Dạ, kính chúc đạo tràng học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, em giao mic đến chị. Dạ, sa thú, kính cảm ơn, Tịch Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh. Cùng chư Thân Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức Thượng Tọa Pháp Thanh đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Thích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Và cũng kính cảm ơn Kim đã thỉnh pháp sư. Dạ, trước khi con Thượng Tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. Bài học ngày hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 2 tương ưng thiên tử hai la mã phẩm cấp cô độc bài 7 la mã Sutrama. Một, đứng một bên thiên tử Sutrama nói lên bài kệ với Thế Tôn. Tâm này thường sợ hãi, ý này thường dao động. Điều mong ước không khởi, điều không mong ước lại khởi. Nếu có không sợ hãi, hãy nói điều con hỏi. Hai, Thế Tôn, không ngoài hạnh giác chi, không ngoài hộ trì căn, không ngoài bỏ tất cả, ta thấy các pháp ấy đưa đến sự an toàn cho tất cả chúng sanh. Ba, rồi thiên tử biến mất tại chỗ ấy. Nam mô Bụt Tha Dạ, và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính chúc sức khỏe sư. Sư đã khỏe lời, sư đã trở lại đạo tràng, chúng con rất là hoan hỷ. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh sư giảng giải rộng rãi bài học ngày hôm nay, tại vì nó quá ngắn gọn. Dạ, con không hiểu gì luôn, chỉ biết câu hỏi của vị thiên tử và câu trả lời của Đức Thế Tôn. Nhưng mà thật sự là tâm chúng con không hiểu được rõ ràng, nên con cung thỉnh là Thượng Tọa Pháp Thanh giảng
giảng dạy rộng rãi để chúng con được hiểu bài học ạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con dân mít đến sư. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng và chào tất cả quý tôn nữ và quý phật tử. Cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chính căn kinh và bốt bài. Và trước khi vào phần chia sẻ giảng giải Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh hướng về tam bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh cố ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não, Ngài là bài dạy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Pháp bảo, Pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khai ngang. Chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Giờ thì vị thiên tử đã nêu lên cái câu hỏi là tâm thường sợ hãi dao động. Mà nếu mà cái mong ước nó không sanh khởi thì cái điều mong ước thì không sanh khởi, nhưng mà cái điều không mong ước thì lại khởi. Nếu có không sợ hãi, hãy nói điều con hỏi. Thì quý vị học trong Pháp Cú Kinh Đức Phật cũng thường dạy đó. Tại sao mà mình cái tâm mình nó dao động? Tại sao mà mình sinh ra sợ hãi? Là gì á? Là vì cái tham ái, cái mê lầm tham ái tà kiến, và nó chấp lầm, chấp lầm là cái vấn đề mà của tôi, con tôi, chồng tôi, vợ tôi, tài sản tôi, nhà cửa của tôi, thân bằng quyến thuộc của tôi, vân vân. Chính vì cái luyến ái này nè, cái luyến ái này mà nó là nhân để đem đến cái sự sợ hãi. Ví dụ bây giờ cái đứa con mình á, nó đi làm hằng ngày là cỡ 5 giờ là giờ đó là nó về rồi ha. Hoặc là đứa con mình nó đi học 5 giờ là nó về rồi. Nhưng mà bữa nay 5 rưỡi 6 giờ rồi mà sao không thấy nó về là bắt đầu ở nhà là lo sợ hồi hộp rồi. Hổm lại coi tin tức thời sự tai nạn quá trời, ha, là bắt đầu là
cái đó nó cái những cái hình ảnh về cái tai nạn rồi giao thông rồi kia nọ ha, bắt đầu nó tác động vô là cái tưởng mình nó dễ dời ra, là bắt đầu là cái tâm lo sợ, mà tâm lo sợ thì nó bồn chồn à dân đó. Chứ là Đức Phật nói, luyến ái sanh sầu bi, luyến ái sanh sợ hãi nha. Đó thành ra đó mình phải thấy từ cái nhân à, do cái tâm luyến ái à, nó dính mắc, nó chấp lòng à, rồi bắt đầu cái tưởng nó dễ dời ra. Có nhiều khi đâu phải là nó có vấn đề đâu, mà bây giờ nó bị kẹt xe à, ngày cái giờ cao điểm, bây giờ mà tan sở là nó kẹt xe rất là nhiều, hôm nay là kẹt xe lâu quá à, nó về trễ. Rồi có nhiều khi đi học, có nhiều khi nó vui chơi với bạn bè nó thơ thẩn rồi kia nọ ha, à bắt đầu nó về trễ, ở nhà cũng sợ không biết nó có xảy ra vấn đề gì không, đủ thứ gì hết à, cho nên là chính vì cái tầm luyến ái à, tầm luyến ái mà sanh ra à, sầu bi khổ u não. Rồi á, ở trong đời sống chúng ta thì mong ước rất là nhiều à, mong cho tôi được khỏe mạnh an vui, mong cho con tôi nó đi đậu, mong cho nó đủ đạt, mong cho nó làm ăn tốt thuận lợi à, mong trong gia đình tôi được khỏe mạnh an vui à. À, nhưng mà sao do cái duyên cái nghiệp, những cái điều mong ước của chúng ta đó nó đâu có diễn ra theo như cái ý của mình đâu nha à. À, có những lúc cái điều mà mình mong ước mong cầu thì nó không tới, mà những cái điều mà mình không mong thì nó lại tới đó. Mà chúng ta biết rằng trong cái đời sống này à, cái vấn đề mà nhân quả nghiệp báo đó à, nó tác động à, đến cái đời sống hiện tại này à, đó. Do những cái nhân lành à, do những cái chủng tử tốt đẹp à, chúng ta gieo từ quá khứ à, đến lúc nó cho quả thì dù mình có mong cầu không mong cầu à, đến lúc cái điều kiện nó phù hợp thì cái quả nó đổ, phải không? Rồi những cái điều mà mình mong cầu nhưng mà do cái nhân duyên không có à, cái điều kiện nó không đủ, cho nên là dù có cầu khấn gian sinh mong cầu đi thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không đổ à, nó không có đem đến. Rồi à, còn nếu mà những cái nhân xấu, những cái chủng tử không tốt đẹp à, trong quá khứ mình đã gieo, bây giờ mình có cố tránh mà mình cố tránh à, nhưng mà đến lúc nó cho quả thì nó vẫn vẫn đem đến à. Cho nên á, là ở đời chúng ta hiểu biết như vậy, cái quy luật, cái định lực về cái nghiệp báo nha, dù bây giờ mình có sợ, mình có tránh, mình có cầu khấn gian sinh, đến lúc mà nó cho quả thì nó cũng được đem đến ha. Cho dù bay giữa lưng trời, cho dù đáy biển tốn thời đặng đâu, cho dù bể thẳm hang sâu, không nơi nào tránh, quả sầu đã gieo. Cho nên khi mà chúng ta biết như vậy, chúng ta có cái thái độ chấp nhận, nghe không?
Thì khi mà chúng ta có cái thái độ với trí tuệ, chúng ta chấp nhận cái nhân quả, thì tự nhiên ta sẽ an tịnh, không có lo sợ, không có buồn rầu sầu khổ, không có uất ức, đó, tại vì biết cái khi mà cái thiện lành, cái quả mà tốt nó đi đến, thì tại sao mà mình vui mừng, mình hoan hỷ, còn cái không tốt đẹp thì mình lại né tránh, mình buồn rầu, mình uất ức, than khóc. Cho nên là chúng ta hiểu biết Phật pháp, hiểu biết nhân quả thì phải chấp nhận những cái gì nó đến với mình. Xin quý vị quan hỷ, trời mưa tắm rửa lại cho nó bớt ồn, chứ nó đỡ tạt. Nói thành ra đó, chúng ta mà muốn mà diệt trừ những cái tâm dao động sợ hãi, thì chúng ta phải học tập, rồi phải thực hành. Thì Đức Phật dạy là cái gì? Phải hộ trì các căn. Chúng ta phải phòng hộ các căn của mình, mà nhất là cái gì? Nhất là cái ý ha. Rồi tại sao chúng ta bỏ tất cả ở đây đó, mình phải thấy rằng mình ráng tập, mình từ bỏ bớt những cái dính mắc ở trong đời sống. Chúng ta phải hiểu được cái thân ngũ quẩn của chính mình, nó là một cái sự tập hợp của nhân và duyên. Do nhân và duyên nó đưa đẩy mà chúng ta hiện khởi ở cái thế gian này nha. Đó, bây giờ á mình thấy rằng trong cái thân ngũ quẩn này là hai thành phần, vật chất và tinh thần, hay gọi là danh và sắc, chứ nó hoàn toàn nó không có một linh hồn hay là một bản ngã, một con người. Đó. Rồi cái thân ngũ quẩn này á, do nhân do duyên nó phối hợp, rồi đến một lúc nào đó cái nhân duyên hết thì nó sẽ tan rã theo cái quy luật của nó, không ai tránh khỏi. Chào quý vị thông cảm, mà bên ngoài mưa lớn quá, thành ra nó bị cái tiếng ồn. Chiếu sư mở là coi như là hết mức rồi đó. Quý vị quan hỷ thông cảm nha. Một phần rồi cái đường truyền nữa, cái đường truyền nó cũng hơi trục trặc. Nhưng mà quý vị biết rằng cái giờ này là nó ít á, nhưng mà cái buổi mà 8-9 giờ sáng á thì ông đài
cái học sinh rồi người ta làm việc ở trên cái hệ thống internet rất là nhiều, cho nên là cái đường truyền nó cũng trục trặc vấn đề. Nhưng mà cái giờ này đó là chưa có ấy, và thỉnh thoảng thì nó cũng hay bị sự cố rớt mạng. Có gì cũng mong quý vị quan hệ thông cảm. Thì chúng ta phải hộ trì các căn nhãn nhĩ tỷ thiệt, nhưng mà nhất là cái ý căn của mình á, chúng ta phải phòng hộ rất là nhiều, quan sát các cái tác ý để chúng ta giữ cái nội tâm của mình luôn sống với chánh niệm tỉnh thức. Rồi chúng ta phải bỏ tất cả, bỏ những cái mong cầu. Mình biết rồi, do nhân do quả, đến lúc cái nó, quả nó đến. Bây giờ dù có cố gắng cũng được. Thường thường ta nói nhau, nếu mà cái phước nó tới, mà khi mà phước đó, thì không phải là quả, mà nếu mà cái quả xấu mà nó đến thì chắc chắn là mình có trốn tránh gì cũng không khỏi được. Đó, quý vị thấy không? Trong đời sống bây giờ nó diễn ra rõ ràng để chúng ta thấy được cái sự vận hành của pháp. Có nhiều những cái người mà bị lây nhiễm, bị bệnh á, đâu phải vì đi ra ngoài đi tiếp xúc với người này người nọ mà nó bị lây nhiễm đâu. Mà cái trường hợp một cái học sinh tối ngày ở trong nhà học không có đi đâu hết, nhưng mà đột nhiên bị nhiễm dịch bệnh, rồi một cụ 84 tuổi cũng tối ngày đi không nổi, nằm một chỗ mà chứ không có ấy gì đâu, mà chỉ ở trong phòng con cháu tới giờ ấy bưng cơm bưng nước rồi vô ăn thôi. Nhưng mà tự nhiên bà bị bệnh kia nọ, rồi bắt đầu tới trình mà xét nghiệm ra bị nhiễm COVID. Rồi tới trình đó, lúc đó mới xét nghiệm 5 cái người ở trong nhà, thì 5 người đều bị dương tính hết. Không, thành ra nó là tại vì đi giao tiếp bên ngoài này kia nọ, tiếp xúc người này người kia người nọ rồi đó, nó nhiễm bệnh. Chứ sự thật ra đó là lúc đến cái lúc mà nó cho quả, dù nó trốn tránh ở cỡ nào đi nữa chăng nữa thì cũng bị. Đứa em sư á, hồi lúc đầu mà lúc mà ở thành phố họ bắt đầu mà bị nhiễm bệnh á, nó sợ dữ lắm không. Ở trong cái xóm đó là lúc đó ở dưới cuối xóm nó dãy nhà trọ, ở dưới cuối xóm là có 1-2 ca nhiễm bệnh, cho nên người ta cách ly cái khu ở dưới. Là nó đi về tới nhà là nó sợ lắm, nó vô nhà là bắt đầu nó lấy chút mền nó xếp lại, nó tắm ở dưới cái kẽ hở của cái cửa đó nè. Rồi mà nó đi ra ngoài là nó phải ngậm nước muối, đi về là xúc rồi này kia, kỹ lưỡng dữ lắm, nó sợ dữ lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng á cũng dướng nhiễm bệnh, rồi phải đi cách ly hết 14 ngày. Mà tới chừng mình nói nhiễm bệnh á, bị gì nó đi buôn bán rồi không biết nó bị nhiễm hồi lúc nào nữa. Tới chừng đổ bệnh ra thì hai đứa nhỏ ở nhà nó cũng bị dính theo luôn. Cho
nên là ba mẹ con phải trị bệnh, phải đi cách ly nha. Thành ra đó, ra chúng ta thấy rằng cái những cái điều mà mình không mong cầu, mình sợ, mình cố tránh nè, nhưng mà đó đến lúc mà cái quả nó đến thì mình sợ cách mấy, mình trốn lên cách mấy thì nó đến, là nó dẫn đến ha. Còn những cái do cái nhân cái duyên, những người này không có tạo những cái nhân xấu, thì bây giờ họ giờ có như thế nào họ cũng bình an à. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng những cái mà mình dù mình lo sợ, mình trốn tránh như thế nào, là đến lúc mà nó đến thì nó dẫn đến à. Rồi khi mà chúng ta có sự hộ trì các căn à, rồi chúng ta từ bỏ những cái dính mắc liên ái, là nhờ cái gì? Nhờ cái sự tu tập à, nhờ tu tập các cái pháp à, thì nó sẽ đưa đến cái an toàn à, nhờ mình có phòng hộ, thấy không? Giống như mình biết cái căn bệnh rồi à, là bây giờ mình phải đề phòng à, mình phải đeo khẩu trang, rồi phải rửa tay, rồi phải uống thuốc phòng ngừa, rồi phải coi như là kháng khuẩn, rồi súc miệng, rồi kia thế này thế kia nè. Đó thì khi mà chúng ta biết à, thì chúng ta sử dụng những cái biện pháp đó thì tạm thời chúng ta sẽ được an toàn à, chứ không phải là chắc ăn có đó. Giống như nhỏ em cứ đeo hai khẩu trang nha, rồi rửa tay, đi đâu về là rửa tay, rồi kia nó kỹ lắm, súc miệng, rồi kia nó uống thứ chuyện. Chúng ta ơi, vô tình, mặc dù đeo hai khẩu trang nhưng mà vô tình cái khi mà mình đi đó, cái trong cái vùng mà mình tiếp xúc là nó có người nhiễm bệnh, rồi người ta hắt hơi, người ta ho, ha, thì cái virus nó lan truyền nó ra trong không khí à, mà cái đâu phải khẩu trang mình là nó tuyệt đối đâu. À, nó cũng có cái kẽ hở để cho cái con virus xâm nhập à, cho nên á là dù cho mình kỹ cỡ nào kỹ, nhưng mà đều cái đến lúc nó đến mình đến, nhưng mà mình không phải mình nói vậy rồi mình không đề phòng à, trong khi mà nó thì nó kỹ lắm nhưng mà thằng chồng của nó à, thằng em rể thì thằng này nó thấy gì lắm, nó cứ ngồi ở trước nhà, nó bỏ khẩu trang ra, nó hút thuốc. Bị gì hút thuốc mà đeo khẩu trang sao hút à, cho nên nó ngồi ở trước nhà, nó bỏ khẩu trang ra, nó hút thuốc. Thì con nhỏ này nó sợ, nó nói ông cứ bỏ, ông không chịu đeo khẩu trang, ngồi đó mà bỏ khẩu trang ra ngồi hút thuốc hoài. Nhưng mà thằng em rể nó không bị, mà nó với mấy đứa nhỏ là bị, thấy không? Không phải cái sự mà mình phòng hộ, mình đề phòng là chắc ăn đâu. Nó chỉ là những cái biện pháp tạm thời, nhưng mà nhờ cái sự phòng hộ này đó, nó cũng là một cái biện pháp à, che án bớt à, những cái rủi ro, những cái nguy hiểm, thấy không? Đó, ví dụ mình đi ngoài đường à, mình không chú tâm, mình lái xe không cẩn thận, mình đi mình không có chú ý vào cái đoạn đường trước mặt mình à, mình đi mà mình lo mình bấm điện thoại, rồi mình nghĩ dẫn dơ thế này thế khác à, có những cái chướng ngại, cái gai gốc ở trước mà mình không thấy thì mình sẽ bị nguy hiểm à, cho nên á là khi mà chúng ta đi thì chúng ta chú ý vào cái đoạn đường phía trước à, đó thì để mình tránh khỏi những cái
gai gốc hầm hố phía mình đó. Nhưng mà có những lúc, đến lúc mà cái mặc dù mình chú ý rất là nhiều, cẩn thận rất là nhiều, nhưng mà sao có nhiều khi đường trơn trượt dân té như thường, đúng không? Nhưng mà khi mình té thì ta nói đi không cẩn thận lẽ cho bị té này kìa. Nhưng mà đâu phải á, tại vì cái lúc cái duyên nghiệp đến lúc nó bị thì nó bị, bây giờ mình cẩn thận mấy nó cũng bị à. À, quý vị thấy không, có nhiều lúc cái quả xấu mà nó tới ở trong nhà ở trong nhà chứ có đi ra ngoài đường á, mà nó chạy xe sao vẫn lạc tay lái ủi vô trong cái nhà luôn đó. Ở trong nhà mà bị tai nạn mới là, chứ đâu phải mà nói mình đi ngoài đường mà nó không cẩn thận mà bị tai nạn đâu. Thật ra chúng ta thấy rằng cái lúc mà cái quả xấu nó đến thì dù cho mình trốn tránh ở đâu cũng khỏi ha, nhưng mà cái sự cẩn thận đề phòng phòng hộ nó sẽ che án bớt cái rủi ro cho mình đó. Thì nhờ chúng ta hiểu biết, chúng ta thực hành giáo pháp thì chúng ta sẽ được an ổn đưa đến an toàn. Ở đây là cái quý vị hiểu cái câu á, ta nói là pháp bảo hộ trì người hành pháp. Thì thật sự ra đó, cái pháp bảo á, nó không có hộ mình, nhưng mà nhờ mình thực hành nhờ cái sự chánh niệm tỉnh giác nhờ mình thực hành một cách cẩn trọng chánh niệm tỉnh giác với trí tuệ, thì chính nhờ cái sự mà cẩn trọng này thực hành cái lời dạy của Đức Phật thì nó sẽ che án mình, đúng không? Thay vì mình sống cuộc đời buông lung chạy theo trần cảnh thỏa thích rượu chè đồ này kia nọ đủ thứ, đúng không? Thì khi mà chúng ta chạy theo trần cảnh thì sao thì chúng ta bị tai ương bệnh tật, đúng không? Uống rượu đồ này kia nọ quá trời thì sao bị sơ gan rồi bao tử rồi áp huyết rồi đủ thứ chuyện hết, đúng không? Đó, nhờ mình cố gắng mình giữ giới mình giữ giới một cách trong sạch tốt đẹp thì sao mình sẽ tránh được những cái bệnh tật hiểm nghèo đó. Đó, thành ra nhờ chúng ta thực hành giáo pháp mà nó che án bớt những cái khổ đau. Có những cái khổ đau đó không phải là hoàn toàn từ nghiệp quá khứ không mà có những cái khổ đau là ngay trong đời sống hiện tại này vì vô minh lầm lẫn mê lầm chúng ta không có ngăn ngừa phòng hộ chúng ta sống dễ vui buông lung cho nên là có những cái khổ đau trong đời sống hiện tại này nó đưa đến còn nếu mà chúng ta có giữ gìn về giới luật, có sự phòng hộ cẩn trọng thì chúng ta sẽ tránh được những cái khổ đau những cái quả xấu trong đời sống hiện tại này cho nên là sự an ổn an toàn là nhờ chúng ta thực hành pháp đem đến cho tất cả chúng sanh. Thì khi mà chúng ta thực hành các cái điều này thì nó đưa đến cái gì đưa đến cái trí tuệ, sự hiểu biết. Mà những cái thực hành như vậy đó lần hồi thì nó sẽ đưa đến những cái sự giác ngộ mà tại sao mà Đức Phật nói về cái không ngoài hạnh giác chi. Hồi nãy tại sao mà sư không giảng cái này trước, tại vì cái này nhờ những cái sự thực hành này nè hộ trì các căn rồi từ bỏ tất cả rồi có sự thực hành giáo pháp đem đến sự an ổn nhờ cái đó
thì nó mới đưa đến cái sự hiểu biết, tức là những cái giác chi. Giác chi là gì? Là những cái chi phần mà nó đưa đến cái sự giải thoát. Thì nói về giác chi thì nó gồm có 7 pháp. Niệm giác chi, pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác giác chi, định giác chi và xả giác chi. Hả? Thấy không? Nhờ có cái sự thực hành từ thấp tới cao, đó thì mới đem đến cái sự hiểu biết. Chính cái sự hiểu biết mà nó mạnh mẽ, nó chín mùi thì nó mới đưa đến cái sự giải thoát. Cho nên là nhờ chúng ta thực hành giáo pháp, có sự hộ trì, có sự gìn giữ về giới luật, rồi có sự hiểu biết, có trí tuệ để chúng ta đoạn trừ tất cả, từ bỏ những cái dính mắc, những cái tham ái, chúng ta sống đúng pháp, thuận pháp, tùy pháp, thì nó sẽ đưa đến cái sự an toàn nhờ cái sự thực hành giáo pháp, rồi nhờ sự nỗ lực học hiểu. Không phải mà tự nhiên mà cái có được cái niệm giác chi. Chúng ta phải có cái hiểu biết về cái niệm, rồi hiểu biết về cái niệm, rồi chúng ta phải thực hành có hiểu biết về cái niệm quyền. Niệm quyền là cái sự làm việc, cái sự cai quản cái công việc về cái sự niệm. Niệm là ghi nhớ, không có lẫn lộn. Chúng ta tu tập thực hành cái niệm này nó thuần thục, thì càng dung bồi cái niệm này đó, bắt đầu nó mới đưa tới một cái sức mạnh. Thì từ cái niệm căn, niệm quyền này nó mới đưa đến cái niệm lực. Chúng ta quân tập, chúng ta dừng cái chánh niệm thường xuyên, thực hành thường xuyên trong cái sự thực tập, cũng như áp dụng cái niệm trong cái đời sống hiện tại. Luôn luôn chúng ta gìn giữ, chúng ta dung bồi cho cái chánh niệm tỉnh giác nó hiện khởi trong cái đời sống. Nhờ cái sự quân tập thường xuyên như vậy đó, nó tạo cái niệm lực, là cái sức mạnh, mạnh của niệm đó, nó hiện diện, để chúng ta trong đời sống không bao giờ chúng ta bị cái tâm phóng dật nó chen vô, cái phiền não có thể có điều kiện chen vô. Bởi vì những cái niệm của mình á mạnh mẽ, khích khao, thì không bao giờ có cái kẽ hở, thì bắt đầu những cái phiền não phóng dật nó không thể có điều kiện để sanh khởi. Nhờ cái niệm quyền, niệm lực này nó mạnh nè, niệm lực nó mạnh lên đó, thì nó mới đủ sức đưa đến cái niệm giác chi. Cái niệm giác chi này á là gì? Là chúng ta phải có sự chánh niệm tỉnh giác, rồi trước các cái đối tượng chúng ta thấy nó một cách là đúng theo chân lý, đúng theo cái tướng trạng của nó. Tức là mình thấy một cái đối tượng, ví dụ bây giờ mình nhìn một cái bông hoa, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn nó, nhưng mà nếu mà cái người mà hành giả thực hành chánh niệm thì sẽ không thấy nó là cái bông hoa đẹp, mà nó chỉ là một cái đối tượng. Tất cả các đối tượng chỉ là gì? Là đất, nước, lửa, gió hình thành. Nó không phải mình nhìn nó mà nó nở, cái quy luật của nó tự nhiên. Rồi tại vì mình nhìn nó với cái tâm phiền não á, thì mình có sự so sánh, cái tưởng nó vẽ vời ra, cái bông này đẹp, cái bông bú quá,
cái màu này mới đẹp, cái màu kia không đẹp, cái bông này là nó mới tốt, của nó đẹp nè, à cái bông kia là không đẹp đó. Mà từ khi từ cái gì, cái vấn đề mà so sánh thì sẽ có sao, là thích không thích, thương ghét nè, nó xảy ra. Mà chính khi mà chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, để cái tâm cuốn hút theo cái cảnh cảnh, theo cái đối tượng bên ngoài, à rồi sao, phiền não sanh khởi. Mà phiền não sanh khởi thì khổ đau, à trời ơi cái bông này đẹp quá, phải chi mình có tiền mình mua đem về mình chân ha đó. À, rồi à, còn cái mà không, cái bông mình không thích đó, mà tự nhiên người ta đem ta cho thì mình bực bội, mình khó chịu, phải không? Đó, cho nên á, biết là cái quy luật tự nhiên của vạn vật là nó vậy, à, đến lúc cái điều kiện nó đầy đủ thì tự nhiên à, nó hiện khởi, à, cái bông hoa nó nở, không phải là chủ yếu nó nở cho mình ngắm, à, không phải vì mình thích mà nó nở, đó là sự vận hành của pháp. À, do thời tiết thích hợp rồi cái bộ rễ nó phát triển đầy đủ thì tự nhiên nó sẽ trổ qua, à mình thích không thích thì nó cũng trổ, nó làm cái nhiệm vụ của nó mà đó. Cho nên á, khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết các pháp nó vận hành, à đến lúc à thuận duyên đầy đủ thì nó hiện khởi. À rồi đâu phải cái bông hoa nó nở mà nó nở hoài bền vững, à, rồi một ngày hai ngày nó cũng tàn úa đi ha. Đó cho nên á là chúng ta thấy vậy rồi. À các cái đối tượng khác chúng ta cũng thấy, à ví dụ một cái người nào đó ha, thì chúng ta thấy cái gì, cái qua cái thực tướng, à không thấy là trong đó là cái người nam người nữ, à mà đó là cái ngũ quẩn, cái sự tổng hợp, à cái nhân duyên, à chứ không phải có một cái người nam người nữ gì hết. À, chính vì vô minh, à si mê lầm lạc, chúng ta à, thấy theo cái thế tục, cái chế định ở bên ngoài, à đây là người nam, đây là người nữ, à người này có cái sắc diện như thế này, à sắc diện vậy là đẹp, à thì khi mà thấy sắc diện đẹp, à thì sao, cái tầm à luyến ái nó thành khởi. Mà khi thấy cái sắc diện không dễ nhìn, không đẹp thì sao, à xua đuổi, à né tránh, à ghét bỏ, phải không? Đó, thành ra chính vì cái sự dao động nè, à cái tâm nó bị cuốn hút ra bên ngoài, à chạy theo cái trần cảnh, chạy theo cái đối tượng, cho nên là lúc đó sao, à khổ đau phiền não mới sinh khởi đó. Cho nên á, khi mà chúng ta thực hành cái niệm giác chi một cách mạnh mẽ đó, nó mới đến cái sự giác ngộ đó. Mà muốn có cái niệm giác chi thì phải đi từng bước, từ cái niệm quyền, rồi niệm lực, à, là cái sức mạnh, à, rồi nó mới đưa đến cái niệm giác chi. Chính vì có cái niệm giác chi này nó đủ sức thì nó mới đưa đến cái chánh niệm, à, cái chánh niệm của trong bát chánh đạo, à, là gì? Mình niệm mình thấy rõ cái thực tánh thực tướng của đối tượng, mình không còn lầm lạc nữa, à mình không còn hoài nghi, không còn à, thấy à, các cái đối tượng theo cái tục đế nữa đó. Cho nên lúc đó đó là mới trở thành cái chánh niệm ở trong cái bát chánh đạo. Mà chính nhờ có đầy đủ tám cái chi phần của bát chánh đạo này thì nó mới đưa đến gì, là bát thánh đạo, tức là bốn đạo bốn quả đó. Nó phải
phải dung bồ, phải tu tập từng bước vậy đó. Cho nên á là chúng ta phải có sự hiểu biết thì cái niệm giác chi thì nó là cái yếu tố về cái phần chánh niệm. Rồi cái trạch pháp giác chi đó, cái trạch pháp giác chi thì đó là cái gì? Nó là cái sự phần về trí tuệ. Rồi cần giác chi thì nó sự từ cái sự chánh tinh tấn, chánh chữ tinh tấn, tinh tấn, rồi nó trở thành cái cần giác chi. Rồi cái hỷ giác chi á là cái trạng thái an lạc của phần tinh thần, tức là nhờ khi mà chúng ta tu tập nhờ cái chánh niệm nó mạnh, nó đưa đến định thì khi mà có định á thì bắt đầu xong thì cái tâm mình nó an tịnh an lạc đó, nó là cái hỷ giác chi. Mà chính cái hỷ giác chi này đó là nó mới đưa đến cái tịnh giác chi, tức là nó làm cho thân tâm mình có cái sự khinh an mềm mại uyển chuyển, không còn thô cứng tức là cái tâm và sở hữu tâm á nó khinh an nó uyển chuyển mềm mại đó. Chính nhờ đó là nó đưa đến cái trạng thái định tâm một cách mạnh mẽ. Nhờ cái định nó mạnh mẽ nó mới đưa đến cái định giác chi, và chính định giác chi đó, nó sẽ đưa đến cái tệ giác. Rồi cái xả giác chi đó là cái sự trạng thái tâm trung hòa quân bình, không có sốc nổi, thấy không? Đó thì đó là những cái chi phần nhờ mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập, mình tạo trữ, nó trở thành một cái điều kiện tốt đẹp những cái điều kiện này đầy đủ các cái chi phần này nó đầy đủ, nó mới đưa đến cái bát thánh đạo đó. Thành ra mà khi mà một cái vị mà đã có được cái hạnh, những cái thực sự thực hành đầy đủ các cái giác chi thì sao, nó sẽ đem đến cái sự giải thoát đưa đến sự hạnh phúc an lạc vượt thoát khỏi tất cả những cái sầu bi khổ u não cho tất cả chúng sanh thì đó là cái lời dạy của Đức Phật trong cái cầu thứ bảy này thì cũng theo lời những cái Phật ngôn, rồi cũng các cái sự học hỏi qua lời dạy của các bậc trưởng lão thì cũng có những cái kiến thức, những cái sự hiểu biết để giải thích, chia sẻ với quý vị để từ đó quý vị có hiểu biết được cái lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành dung bồi tu tập trong cái đời sống mình, để đem đến hướng đến cái hạnh phúc an lạc nhờ có sự nỗ lực thực hành thì chúng ta sẽ an ổn ngay trong đời sống hiện tại này. Và chính những cái điều kiện sự thực hành, sự tu tập trong đời sống để ta hướng đến cái con đường giải thoát để chúng ta thoát khỏi sự khổ não và trói buộc trong cái vòng quay sanh tử luân hồi hướng đến cái thánh đạo thánh quả hạnh phúc cao thượng thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều với phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong cho tất cả sanh thoát khỏi những cái khổ đau thiên tai dịch họa. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc.
Cha Bi Linh cung thỉnh chư Tùng Đức như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư giảng bài bài pháp ngày hôm nay. Dạ, con thấy bài pháp nào cũng hay hết, bài pháp nào cũng rất là thực tế. Bài pháp nào con thấy mình cũng có trong, mà mình có ở cái phần chưa tốt. Con thấy mình đúng là mình chưa làm được những điều Phật dạy. Mình học nhưng mà mình vẫn chưa thực hành. Do đó cái như theo cái bài này thì đúng là mình còn sợ hãi, còn dao động khi mà cái điều mong ước khởi mà lại không nhận khởi, nhưng mà mình lại không nhận được như ý, do đó mình còn sợ hãi. Dạ, bây giờ đến thời gian của đạo tràng chúng ta thảo luận. Tay của Hồng Mai. Dạ, xin mời đạo hữu. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí Đức, sư pháp Thanh, sư tuệ Đức. Con kính lễ với cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Và thưa sư, bài pháp hôm nay của sư rất là thiết thực và con cũng đang trong trạng thái này. Con luôn luôn là quán áp dụng pháp học và pháp học, nhưng mà khi mà học pháp học mà thì nói có một cái đoạn đường rất là khó khăn, mà sao mà hiểu được sâu sắc để mà đưa cái học vào cái hành cho nó được tốt đẹp. Thì con cũng biết đó, để cho tâm được tĩnh lặng, bình hòa và an ổn đó, thì chúng ta phải hiểu được thế nào là vô thường. Nhưng mà thường là khi trước khi chúng ta hiểu pháp đó, thì vô thường nó xảy ra ở dưới dạng thô. Nhưng khi đến ta hiểu được pháp rồi thì vô thường nó có những cái dạng tế và nó luôn luôn là sự thay đổi. Mà để thấu hiểu được cái tính chất vô thường, khổ và vô ngã của mọi vật chất thì chúng ta cần phải hành. Chúng ta hiểu về danh và sắc, nhưng thật sự ra thì con cảm thấy khi mà quán sát tâm của con cảm thấy tâm của con vẫn còn yếu đuối, nhưng chưa thấy được rõ tính chất của các pháp. Mọi con cố gắng để mọi những cái tinh thần và vật chất con được bền vững, nhưng thật sự rất là khó khăn đối với con. Chúng nhất thời thì không hoàn hảo. Thưa sư, con biết rằng qua pháp học thì nơi nương tựa thật sự trong chính mình là tâm. Thì phải sử dụng nỗ lực này vào trong cuộc sống hàng ngày. Thì con luôn luôn rất là cũng quán cái tâm của mình. Nhưng khi con quán thì con cảm thấy cái tâm con cũng vẫn còn rất là yếu. Và khi gặp được, khi đụng vào những cái chuyện mà bất như ý hoặc là không hoàn hảo á, thì cái tâm con vẫn còn dao động. Và thường á là cái động lực chủ yếu thúc đẩy bởi cái tâm tham, tâm sân và si. Vì cái điều đó đã trở thành thói quen, nó đã quân tập từ trong kiếp quá khứ, trong kiếp hiện tại. Nên khi đã được học nhưng mà áp dụng vào hành thì cũng đối với con rất là khó khăn, mặc dầu con luôn hết sức cố gắng. Vậy làm cách nào để con có được phát sanh ra được cái tuệ, để cái quán tính của pháp khởi sanh một cách tự nhiên trong quá trình thực hành này, và nó khởi sanh bởi trí tuệ chứ không phải là sự cố gắng của tâm tham và tâm sân. Thưa sư, sư sư chỉ giúp giùm con ạ. Dạ, con kính cảm ơn sư. Xin nhân nhất đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Khai giá. Từ cái pháp học, tức là từ cái trí văn đó, rồi cái suy tư, rồi chúng ta thực hành, nó có một cái sự nỗ lực rất là lớn, thấy không? Mặc dù á mình học mình biết như vậy đó, nhưng mà đâu phải mình ra mình thực hành mà nó đạt được cái như ý mình đâu,
không? Thành ra đó, chúng ta phải nỗ lực dung bồi. Bây giờ quý vị gieo xuống một cái hạt giống, quý vị nôn nóng muốn cho cây nó lớn lên cho nhanh, lớn lên cho nhanh rồi muốn cho nó trổ quả, thì đâu có được. Quý vị nhớ rằng tất cả các cái pháp hữu quy đó, nó phải có cái thời gian, cái quả nó cho gọi là vị thục đó, là nó như vậy đó, nó đòi hỏi, nó phải hỏi đầy đủ cái nhân duyên. Bây giờ mình gieo cái hạt giống này xuống, nhưng mà cũng tùy cái hạt giống. Nếu mà thí dụ như mình gieo những cái loại cây ngắn ngày đó, cái lúa, cái đậu mè rồi kia nọ đó, thì cái này nó khác à. Còn bây giờ mình đem trồng một cái hạt xoài, hạt chôm chôm mà, thì cái cây xoài, cái cây chôm chôm này đó, cái thời gian nó rất là lâu, hơn là cái hạt lúa, hạt đậu, hạt bắp đó. Trong khi mà hạt cái giống lúa mà bây giờ đó, hồi xưa là lúa kia là phải 6 tháng mới gặt, mới cắt đem về. Còn bây giờ đó, cái lúa, giống lúa này nó ngắn ngày hơn, có 3 tháng mấy gì đó chín, không? Thì tùy theo, nếu mà mình gieo cái giống lúa kia đó thì cái thời gian phải dài hơn. Rồi nếu mà bây giờ mình gieo cái hạt mà sầu riêng là xoài là kia nọ đó, thì cái thời gian nó phải 5-7 năm nó mới bắt đầu, nó mới đơm qua kết quả đó. Mình phải hiểu từng theo cái hạt giống là nó như vậy đó. Cho nên á, là cái ngài hòa thượng Sư Minh ngài mới nói là cái con đường mà tu tập đó, là cái con đường của người chạy đường dài, chạy marathon tới 30 mấy cây số lận, chứ không phải là chạy 100 mét, 200 mét, 500 mét mà mình chạy nước rút được. Mình phải kiên trì nỗ lực từng bước. Bây giờ mình thích, mình muốn có xoài ăn, thì bây giờ mình chọn cái giống, mình đem xuống mình gieo, mình gieo xuống rồi mình phải chờ nó, rồi nó bắt đầu nó cái cây nó lớn nè, mình phải tưới nước nè, dùng phân nè, rào dậu lại, đừng có để cho sâu bọ đồ cắn phá nè, đừng có để cho những cái loại gia súc rồi nó lại nó phá hại cho cái cây nó bị hư, thấy không? Đó, thành ra chúng ta cứ nôn nóng, bị thúc đẩy bởi cái phiền não. Hồi đó thì mình bị vô minh che lấp, mình dễ vui, mình sống chạy theo trần cảnh bên ngoài. Và bây giờ mình học mình hiểu biết được cái lời Phật dạy, mình hiểu biết được những cái phương pháp, thì sao? Thì bắt đầu mình nóng dội, mình nóng dội mà muốn đạt được liền. Làm sao đạt được? Cái gì nó cũng phải từng bước. Hồi đó thì mình dễ vui, mình không chịu học. Bây giờ mình muốn học 1 năm 3-4 lớp để mau thi để lấy bằng tú tài, đâu có được. Bây giờ mình phải muốn thì muốn, mình cũng phải đi từng bước. Cho nên á là cái dễ vui nó là cái cực đoan mà mình mong cầu và quyết liệt để đạt đến, nó cũng là cực đoan. Thành ra mình biết phải đi từng bước theo cái con đường trung đạo, không? Chứ còn bây giờ mình
dội vàng quá cũng không có đạt được. Nè, đó, quý vị thấy không? À, cái Đức Phật ví dụ như là cái hoa sen gì đó, ha, nó phải từ cái ngó rồi bắt đầu cái thời gian nó ở trong bùn, à, nó trong bùn nó dung bồi nó lớn dần dần cái bắt đầu nó thoát khỏi bùn, nó ở trong nước, à, ở trong nước một thời gian á, cái điều kiện nó đầy đủ rồi đó, nó mới vượt lên, à, nó vượt lên khỏi mặt nước. Nhưng mà cái lúc đó đấy nó cũng còn non yếu lắm, thấy không? Phải từ từ rồi bắt đầu cái nó già dặn đi, à, cái nụ nó mới trưởng thành, nó lớn dần dần lên, à, lớn dần lên, nó tích lũy cái nhựa đầy đủ rồi hết á, thì đến một ngày nào đó, à, cái tia nắng mặt trời thì bắt đầu cái hoa sen nó mới bắt đầu nó nở, không? Chứ đâu có phải mà tự nhiên một cái rồi cái rẹt nó lên này. Thành ra cái vấn đề mà người ta nói là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời, là ta nói cái điều đó là cái điều không có đúng nha. Hoặc là người ta chỉ thấy những cái người mà đã tạo trữ các cái pháp độ, à, các cái điều kiện nó đã chín mùi hết rồi, cái kiếp chót, cái kiếp cuối cùng là cái người này đạt đến thánh đạo thánh quả, à, nhưng mà trời đất ơi, người ta trong quá khứ người ta tu trầy di chốc giải cũng là té lên té xuống đủ thứ chuyện hết, à, nên là cái kiếp cuối cùng này người ta mới đạt được. Thì trong pháp cú kinh cũng có, quý vị thấy có những cái vị mà sa di 7 tuổi mà đạt đến đạo quả A La Hán, không? Nhưng mà các ngài trời ở trong quá khứ cũng bầm dập trầy chỗ, cũng té lên té xuống thực hành các cái pháp độ, à, dung bồi nó đầy đủ mới đạt đến. Chứ còn có những người mà, à, tóc bạc mà không đạt được, tại vì sao? Tại vì chưa có tạo trữ đầy đủ các cái pháp độ đó. Chúng ta học nhưng mà trong đời sống chúng ta áp dụng vô chưa được là sao? Tại vì mình biết như vậy nhưng cái niệm lực như hồi nãy sư nói đó, cái niệm lực mình chưa đủ, còn bị cái phiền não, à, cái tâm dao động phóng nó chen vô, à, cái niệm lực mình chưa có khắng khích, à, đó, chưa có đủ sức để mà đấu trị nó, cho nên làm sao mà đưa đến cái niệm giác chi được, ha? Mà mình biết mình học vậy nhưng mà cái trí tuệ mình mới còn non yếu, cái tuệ lực của mình nó chưa đủ mạnh, à, cái dao mình mới làm, à, mài chưa có bén, bây giờ mình xách mình đem đi chặt làm sao mà chặt đứt được cây cối rồi này kia nọ được, phải không? Đó, cho nên là bây giờ á, à, mình mới mà thành ra mình ráng, à, đừng có nóng vội, à, đừng có bị phiền não tham muốn thúc đẩy, à, một bước là mình đạt tới đạo quả không có, à, mình biết cái gì nó cũng phải đi từng bước, mình phải dung bồi, à, mỗi ngày mình dung bồi một chút, à, khi nào trong đời sống mà mình thấy cái niệm của mình đó, nó bị phiền não, à, phóng dật hoài nghi tấn công thì mình trở lại, à, rồi trí tuệ mình mỗi ngày cũng vậy, à, có đôi lúc, à, dù mình si mê, à, mình có sống tỉnh thức ngay trong giây phút hiện tại, nếu đâu mình trở lại, à, mình tự hỏi nãy giờ mình có tỉnh thức không,
mình có hiểu biết rõ ràng không, thì tự nhiên cái trí tuệ nó sẽ trở lại đó. Mình cứ hả, nó chạy đi mình kéo trở lại, à nó bị phiền não phóng vật tấn công thì mình đem nó trở lại trong đời sống hiện tại. À, cứ vậy hoài, cứ vậy thôi, tại vì cái sinh hoạt của tâm là vậy đó. Tại vì hồi đó giờ á, mình thả nó chạy rong chơi, à nó chạy theo trần cảnh bên ngoài lâu dữ lắm rồi, à, giờ mình muốn nó nằm yên á, chưa có được. À, cho nên hả, nó cứ nó chạy đi thì mình đem nó trở về. À, nó bị phiền não phóng vật lôi kéo rồi thì mình đem nó trở về. Ha, cứ vậy thì mỗi khi mà chúng ta đem cái chánh niệm tỉnh giác trở lại với đời sống hiện tại thì bắt đầu mình tạo cái niệm lực, cái tuệ lực nó mạnh lên. Ha, thì khi mà nó đủ sức nó mới có khả năng mà đương đầu, à đấu trị với cái phiền não được. Thành ra đó, chúng ta hiểu biết như vậy á, à mình ráng cố gắng, à từng bước, à bây giờ mình mới học lớp 1 à, à mà mình muốn giải thích ra làm những cái bài toán, à về căn số hàm số rồi cái nó những cái hình học không gian sao được, à bây giờ mình phải ráng mình học các cái công thức, à các cái bài nhân chia cộng trừ gì đó cho nó thân thục rồi á, từng bước mình mới lên học những cái lớp cao hơn, bắt đầu lúc đó mình mới học đại số rồi căn rồi hình học không gian rồi kia nọ hằng đẳng thức rồi nó cái nọ đó đó. Bây giờ á, mình phải đi từng bước như vậy đó. À, lâu nay á, là mình còn phan duyên theo cái trần cảnh, à bây giờ mình mới may mắn mình gặp được Phật pháp, cho nên á, là mình mong muốn mình nóng vội, à nhưng mà không có được. À, còn nếu mà trong quá khứ á, mình nỗ lực mình tu tập mình dung bồi mà các cái pháp độ mà đầy đủ á, đó thì giờ mình đâu còn mà lưng lưu trong cái dòng quay sanh tử luân hồi này đâu. Đó, nếu mà hồi đó mà mấy kiếp quá khứ mà sư mà tu tập mà ngon lành đàng hoàng thì đâu giờ ngồi đây mà nghe giảng cho quý vị nghe. Mà nếu mà quý vị mà có nhân duyên mà tu tập đàng hoàng trong quá khứ rồi thì giờ thành thánh nhân hết không, đâu còn ở đây nữa đâu. À, cho nên mình biết vậy, à thôi tại vì quá khứ mình cũng ham vui ha, mình chạy theo trần cảnh bên ngoài, bây giờ đó là may mắn mình gặp được Phật pháp, à rồi mình hiểu biết, thôi bây giờ mình phải ráng mình tu tập mình dung bồi, à từ từ từng bước, mỗi ngày tu một chút, mỗi ngày hành một chút, à mỗi khi cái tâm mà nó phan duyên trần cảnh nó phóng vật, à nó chạy theo ra bên ngoài thì mình đem nó trở về. À, mỗi khi mà chúng ta biết cái tâm mình bị vô minh, si mê, phiền não chi phối thì mình đem cái trí tuệ mình trở lại, mình hiểu biết rõ ràng trở lại. Ha, thì mình cứ từng bước mình dung bồi. À, mỗi ngày mình dung phân tưới nước thì lần thôi chắc chắn cái cây nó sẽ lớn mạnh. À, mà nó đủ điều kiện thì nó sẽ đem đến cái quả gì. À, đó, cái gì cũng phải từng bước. À, đừng có một phút mà mình muốn đạt được cái quả gì cao tột thì không có. À, từ từ, à từ từng bước thì nó sẽ đạt đến. Dạ, xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú. Dạ, con rất kính tri ân sư và những lời nguyên thuyết thực của sư, và con sẽ cố gắng con thực hành theo những lời dạy của sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân lời giải thích của sư. Dạ, như vậy là với cái câu hỏi của Hồng Mai á, thưa sư, như vậy là mình không thể mà gấp gáp được. Mình từ, như vậy là trước mắt mình phải chấp nhận những khổ đau trong hiện tại này. Nhất là khi mà mình đối diện với cảnh, phải không thưa sư? Mình phải chấp nhận. Rồi khi những cái lúc đó thì từ từ mình đem tâm nó trở về. Tức mình phải chấp nhận đau khổ trước. Như theo cái bài này á, là không ngoài hạnh giác chi, không ngoài hộ trì căn, không ngoài bỏ tất cả, ta thấy các pháp ấy đưa đến sự an toàn cho tất cả chúng sanh. Thì với cái câu trả lời của Đức Thế Tôn như vậy á, thì bậc thánh thì mới có thể làm được. Còn chúng con hiện nay còn phàm. Do đó nếu mình có phiền não, mình có buồn phiền thì cái điều đó cũng là tất nhiên thôi. Rồi nhưng mà cái mình phải làm sao mình ngay cái những cái lúc đó mình thấy được, rồi mình đem tâm trở về, thì mình có những cái phút mà mình bình an trong từng khoảnh khắc. Dạ, thì đó là con hiểu cái lời dạy của sư là như vậy. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nhưng mà con thưa sư, nếu mà như vậy á, thì nó có thể nào mà mình lươn lẹo được không? Tức là mình, cái suy nghĩ của mình nói, mình còn phàm. Do đó, thì cứ từ từ, cái gì nó cũng cứ từ từ. Thành ra là mình sẽ bị dễ vui trong cái pháp học và pháp hành. Vì mình nói mình còn phàm. Do đó, cứ từ từ thôi. Thì con như vậy thì nó có dễ đưa đến cái mình hay nói câu từ từ rồi nó cũng sẽ tới. Thì như vậy là nó có phải là tà kiến không thưa sư? Dạ, con cũng không hiểu chỗ này đó thưa sư. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sông Thầy Giá. Chúng ta phải biết rằng mỗi cái nó có chúng ta biết rằng bây giờ mà mình phải trong cái thời gian này là cái thời gian mà chúng ta phải bổ túc thực hành, bổ túc các cái pháp độ. Thì mình nỗ lực, mình dung bồi. Chứ mình nói thôi, cái gì cũng từ từ, cái gì cũng từ từ. Nhưng mà mình không có thực hành, mình không có dung bồi, mình không bổ túc các cái pháp độ, mình ngồi đó mình mong ngóng. Nè, thí dụ một cái người nông dân, người ta gieo cái hạt giống xuống dưới ruộng. Nha, thì người ta làm công việc của người ta là mỗi ngày ta ấy nước vô trong ruộng, ta dẫn nước vô ruộng cho nó đầy đủ. Rồi lâu lâu mà ta phải nhổ cỏ dại, rồi ta phải cho nó chút ít phân đồ này kia nọ, thì đến mùa người ta mới thu hoạch, thấy không? Đó, người ta cũng trong cái công việc của người ta biết phải từng bước như vậy đó, thấy không? Còn một anh á thì lười biếng, cứ nằm ở trên bờ ruộng mà cầu mong tới mùa cho tôi có lúa ăn, thì làm sao mà có? Người ta nói là cái gì, cái thái độ mà nằm dưới gốc chờ sung ruộng thì cái đó là không đúng rồi. Ha, còn mình biết bây giờ cái thời vụ nó đến là mình phải cày ruộng đồ này kia nọ, diệt cỏ dại, rồi dẫn nước vô, rồi bừa, rồi trục sao đó, rồi bắt đầu mới gieo hạt giống xuống, rồi cho nước phân đầy đủ thì chắc chắn là tới mùa vụ thì mình sẽ thu hoạch được. Còn bây giờ mình cứ nói thôi, thủng thẳng, cái gì cũng từ từ, rồi tự nhiên nó sẽ đến. Mình không gieo trồng, mình không có làm các cái phận sự, các cái công việc, thì làm sao cái quả nó đến được? Thành ra đấy,
ở đây chúng ta phải thấy với cái trí tuệ. À, bây giờ á, mình gieo hột giống xuống mà mình nắm giỏi quá, mình đòi hỏi nó cho quả thì không được. À, còn mà mình cứ nằm đó mình chờ sung rụng là cũng không đúng. À, cho nên á là chúng ta phải biết những cái phương pháp, là những cái nào, cái nhân và phải dung bồi nó như thế nào từng bước để mình đạt được. Cái người mà nghĩ là bây giờ đó là giống như có những cái phái trong cái thời kỳ Đức Phật đó, họ nói là cái sự giải thoát đó, tự nhiên nó sẽ đến. Đến lúc đó là nó không cần thực hành gì hết, tới lúc mà cái giải thoát nó đến là tự nhiên nó đến. Cái đó là mới mê lầm tà kiến. Còn biết bây giờ những cái phương pháp này giờ mình phải thực hành. Bây giờ mình phải giữ giới nè. Giữ giới cho nó trọn vẹn tốt đẹp nè. Rồi mỗi ngày mình học một chút, mỗi ngày mình hành một chút, mỗi ngày cái trách nhiệm tỉnh giác, cái trí tuệ mình đầy đủ nha. Nó chạy đi đem về, chạy đi đem về, đó mình giữ nó luôn luôn có sự hiện diện thì lần hồi nó mới mạnh được. Còn nó ôi thôi không sao đâu, từ từ ngồi thiền chí cho nó cực. Ngồi thiền bây giờ cũng đem đến cái an lạc, cũng không có đạo quả được. Cái mình phan duyên đi chơi, ngắm cảnh, đi du lịch, rồi mình chẳng có học, mình cũng chẳng có hành. Rồi nói ôi cứ từ từ rồi đạo quả cũng tới, làm sao không tới được. Đó, thành ra đó, cái thái độ chân chánh là chúng ta thực hành giáo pháp mà không có nôn nóng. Rồi cũng tránh cái trường hợp mà chúng ta giải đãi dễ vui. Thành ra đó, hai cái đó nó đều là gì? Là cực đoan. Còn mình biết là bây giờ mình phải ráng mình học. Nhưng mà mặc dù hôm nay đó mình học cái trí tuệ nó không bừng sáng liền, nhưng mà chính nhờ cái sự nỗ lực học ngày hôm nay đó, mai mốt cái trí tuệ nó mới trưởng thành, nó mới bừng sáng. Nhờ hôm nay mình dung bồi, mình ráng mình thực hành, mình có sự chánh niệm. Rồi từ cái chánh niệm nhỏ nè, cái chánh niệm mà mình thực hành giáo pháp, chứ chưa phải là cái chánh niệm ở trong bát thánh đạo. Nhưng mà phải có cái chánh niệm này, nó từ 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 nó dung vào, nó lớn mạnh, nó mới trở thành cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo. Thấy không? Đó, thành ra đó, từng bước mình biết để mà mình ráng cố gắng, chứ không phải mà mình nóng vội rồi không đạt được thì mình buông bỏ, mình dễ vui. Thành ra đó chúng ta phải trừ hai cái cực đoan. Một cái cực đoan là nôn nóng thực hành giáo pháp bởi sự thúc đẩy của phiền não, và một cái là chúng ta dễ vui buông lỏng mà mong cầu. Cái đó là mê lập tà kiến. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Chúc cô khỏe vui. Nam mô Thầy giá. Dạ sa thú dạ. Con kính dạ con hiểu như vậy là mình phải tránh hai cái cực đoan, là mình phải thực hành, mình hiểu, mình học pháp, mình hiểu và mình thực hành, không được nôn nóng và mình cũng không nên dễ vui. Dạ con đã hiểu thưa sư. Dạ thưa sư, giờ con xin đặt câu hỏi của Tina. Thưa ngài, cho phép con hiểu thêm sự khác biệt giữa kiên nhẫn và kham nhẫn trên con đường tu tập. Dạ con kính thỉnh sư giải thích câu hỏi của con kính thưa.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. À, cái giữa cái kiên nhẫn với cái kham nhẫn, cái này nó cũng gần nhau. À, nhưng mà nó cũng có một chút khác biệt. Thì cái sự kiên nhẫn này đó là trước những cái chướng ngại, mình ráng, mình cố gắng để mà mình vượt qua. Tức là mình kiên trì nỗ lực. Còn cái kham nhẫn á, thì cũng vậy. Nhưng mà mình phải có cái sự chịu đựng. Ví dụ như bây giờ á, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta hành thiền và bắt đầu đau tê nhức, nó diễn ra, tức là cái cảm thọ khổ đau đó nó hiện khởi, thấy không? Đó, thì mình phải có cái sự kham nhẫn trước cái pháp nghịch. Bây giờ mình ấy, thì mình muốn tu tập, nhưng mà bây giờ là khi mà mình vô mình hành thiền cái mình bị hôn trầm, bị đau tê nhức đồ kia nó hoành hành. Nếu mà mình tham nhẫn, mình không tham nhẫn chịu đựng thì mình sẽ qua. Mình thực hành nhưng mà gặp những cái triền cái, những cái chướng ngại, mà nếu mà mình không có kiên nhẫn, mình nỗ lực thì mình không vượt qua nó được. Nó thành ra đó, cái kiên nhẫn với cái tham nhẫn này đó, nó cũng gần nhau. Nhưng mà một cái là trước những cái sự chịu đựng và cảm thọ khổ đau, còn một cái trước những cái trở ngại khó khăn trong cái đường lối thực hành, trong cái pháp hành của mình, thì mình phải có cái sự kiên nhẫn, kham nhẫn chịu đựng những cái cảm thọ khổ đau, những cái thiếu thốn, những cái sự cái quả xấu nó đến, bệnh tật rồi thế này thế kia, mình phải kham nhẫn để mà vượt qua. Thì xin giải thích cái thắc mắc của Tina. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú. Dạ, con kính chị tiên sư lời của đạo hữu Tina. Dạ, xin mời đạo tràng ạ. Dạ, đạo tràng có câu hỏi nào thì xin giơ tay ạ. Dạ, khi đạo tràng chưa có câu hỏi, con xin hỏi sư, con xin đặt câu hỏi. Ngay từ đầu sư có giảng là tâm này thường sợ hãi, ý này thường dao động, điều mong ước không khởi, điều không mong lại khởi. Thì sư có giảng cái đó là cái do tham ái, do chấp lầm, mà cái nhân á, là do cái ái, là do cái tưởng điên đảo. Dạ. Thì con rồi còn nghe cái tưởng điên đảo, rồi con còn nghe cái kiến điên đảo, rồi con gặp tâm điên đảo, thì mấy cái này nó khác nhau như thế nào? Nó điên đảo có nghĩa là nó bị phóng dật, nó lung tung, nhưng mà phải không sư? Cái kiến điên đảo tức là những cái tà kiến mình suy nghĩ tùm lum hết, rồi cái tâm điên đảo, rồi cái tưởng điên đảo, thì những cái này mình phân biệt nó như thế nào thưa? Dạ, nó giống và khác nhau như thế nào? Dạ, con kính dâng mic đến cho sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì cái chữ mà điên đảo trong đây đó, tức là không phải là cái ý nghĩa của cái sự mà khùng điên, mà điên đảo đây là có thể là mình mê lầm, méo mó, lệch lạc, không có đúng, thấy không? Ví dụ như cái kiến điên đảo
là mình nhìn thấy cái đối tượng nhưng mà mình không có thấy nó đúng theo cái thực tánh thực tướng của nó. À, nó là đất nước lửa gió, thấy không? Nhưng mà mình thấy là gì? À, người nam người nữ, ha, à, người này đẹp mà thế này thế kia đó, là gì? Là bị gì? Mình thấy trên cái chế định tục đế. À, rồi cái bắt đầu cái tưởng mình nó chen vô, à tưởng điên đảo là nó vô cái thấy nó không có trung thực, không đúng thực tướng, cho nên bắt đầu cái tưởng nó mới nhảy vô, nó vẽ vời thêm. Còn nếu mà cái thấy của mình á, à, thấy như thật thấy á, là thấy gì? Thấy đúng cái tính chất của nó là đất nước lửa gió, ha, nó là danh sắc đó. Khi mà mình thấy vậy với trí tuệ thì làm sao có cái tưởng chen vô được, ha. Mình thấy cái này là cái chiếc nhẫn, cái này là vàng, cái này là quý, à, cái này là viên ngọc, à, cái này là viên kim cương đó, thì bắt đầu cái tâm tham nó sanh khởi. À, chứ mình thấy trên cái tính chất tục chân đế của nó là đất, bất cứ cái gì cứng là đất, thì vàng kim cương ngọc gì đó nó cũng từ đất mà ra, ha. Rồi một thời gian nào đó nó tiêu hoại thì nó cũng trở về với đất. Nó khi mà mình thấy đúng cái tính chất của nó đó, thì mình đâu có tham. Đó, tại vì mình thấy nó cái nhận thức của mình á, cái tri kiến mình nhận thức về cái đối tượng mê lầm trên cái chế định tục đế. À, đây là cục vàng, đây là viên ngọc, đây là cục kim cương gì đó, thì bắt đầu mình mới có sự so sánh. À, cái này quý à, à nhưng mà ngọc thì quý hơn vàng, nhưng mà kim cương còn quý hơn ngọc nữa, cái giá trị nó cao hơn, thấy không? Bắt mày tham muốn mới sanh khởi. À, đó, thành ra chúng ta, Đức Phật nói là thấy như thật thấy là như vậy, ha. Nghe như thật nghe thì tất cả đều là âm thanh, à, không có cái này là tiếng hát du dương, à, cái này là cái tiếng đàn thanh tao, à, cái thầy này là âm thanh trầm bổng. Âm thanh thì nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt, à, do cái điều kiện. À, có cái tác ý, cái người này họ muốn đàn, rồi có cây đàn, có dây, có đồ điều kiện đầy đủ, à, cái âm thanh nó phát khởi, ha. Nhưng mà âm thanh nào cũng là âm thanh. Giờ cái tiếng đàn hay là cái tiếng của người thợ rèn đập ở trên cái đe đó, rồi cái tiếng xe chạy, mèo kêu, chó sủa đó, tiếng gầm của trời mưa gì đó, tất cả nó là âm thanh, là âm thanh. Tại vì mình nhận thức của mình so sánh, thành ra có phiền não sanh khởi. À, khi mà mình nghe như thật nghe, à, mình nhận thức âm thanh chỉ là âm thanh, chứ mình không so sánh, thì đâu có phiền não, phải không? Cho nên từ cái mà chúng ta thấy đối tượng rõ ràng đúng thật tướng thì không có mê lầm, à, không có để cho vô mình si mê nó chen vô, à, mà khi mà chúng ta nhìn mà để cho vô mình si mê nó chen vô thì tất cả một loạt ở sao, à, tưởng điên đảo rồi mê lầm chấp kia này nó đầy, nó kéo dài ra, thấy không? Đó, thành ra đó, chúng ta phải nhớ là Đức Phật
thấy như thật thấy, là thấy đúng thật tánh thực tướng của nó. Nghe như thật nghe, là tất cả âm thanh chỉ là âm thanh. À, xúc chạm chỉ là xúc chạm, mà không có cái này là êm ái, à, cái này là thô ráp, cái này là mềm mại, à, cái này là cứng. À, thì tất nhiên là nó phải khó rồi. Mình mới tu tập mà, à, mình muốn thấy được như vậy nó rất là khó. Chính nhờ cái sự tu tập của ông Ba Nhã trong rất nhiều kiếp sống, à, tiền thời thời Đức Phật quá khứ, vị này cũng là một cái tỳ khưu, à, nỗ lực tu tập dữ lắm á. Nhưng mà điều cái là tại vì các cái pháp độ chưa có đầy đủ cho nên cái vị này chưa có đắc quả, ha. Cho nên là đến cái kiếp cuối cùng, cái vị này đi đến gặp Đức Phật, Đức Phật chỉ nói ngắn gọn nhiêu đó thôi, vị này đắc quả A-la-hán liền. À, đó, thành ra đó, muốn đạt được, hiểu được, giống như ông Ba Hí Giá đó. Bây giờ mình phải ráng, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập, thì lúc đó mới đạt được. À, đó, cho nên là trong cái đời sống, cái khi mà mình niệm mà mình thấy đối tượng thì mình phải ráng, à, mình thấy, à, đúng theo cái tính chất của nó để ngăn ngừa cái mê lầm vô minh si mê nó chen vô. Mà khi mà để mà vô minh si mê mà chen vô á, thì nào là kiến điên đảo, rồi tưởng điên đảo, đủ thứ chen nó sinh ra. Cho nên á, là bất cứ lúc nào, bất cứ giây phút nào, bất cứ sát na nào mà chúng ta sáng suốt tỉnh giác thì trí tuệ có mặt. Mày hả mà, à, minh sanh thì vô minh diệt, à, mà vô minh diệt thì hành diệt. À, bất cứ lúc nào, giờ phút nào mà vô minh sanh, à, thì hãy vô minh thì duyên hành, hãy duyên hành á, hành á, thì kéo theo vậy, sầu bi khổ u não. À, mình cứ nhớ vậy đó, ha. Lúc nào mà mình có sự hiểu biết sáng suốt đầy đủ thì vô minh diệt, à, mà vô minh diệt thì hành diệt, mà hành diệt thì không có sầu bi khổ u não. Còn hiện tiếp thì vô minh duyên hành thì sầu bi khổ u não nó sẽ theo sau. À, cứ thấy đúng như vậy, à, thì lần thôi mình sẽ thoát được những cái khổ đau. Thành ra cái sự tu tập á, nhiều pháp, nhiều phương cách, nhưng mà mục đích của nó quan trọng tối thượng nhất là gì? Để chúng ta có sự hiểu biết, có trí tuệ trong từng giây từng phút, từng sát na, à, chúng ta có đầy đủ cái niệm tuệ rõ ràng. Giây phút nào thì chúng ta an ổn giây phút đó. Lúc nào mà niệm tuệ biến mất thì lúc đó là vô minh si mê. Mà vô minh si mê thì sầu bi khổ u não. Vậy thôi. À, thành ra chúng ta tùy chúng ta biết để chúng ta có cái thái độ chân chánh trong cái sự tu tập, à, thì sẽ đem đến an ổn. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung.
Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Theo cái câu hỏi của cô, đến bậc thánh nào mới diệt được ba cái điên đảo này thì chỉ có là đến thánh A-la-hán thì mới diệt được. Tại vì cái điên đảo này, mê lầm này là cái gì? Là vô minh. Mà chỉ có đến thánh đạo, tứ đạo tứ quả thì mới diệt trừ được vô minh mà thôi. Vì thấy rằng những cái vị mà sơ đạo sơ quả, như trường hợp mà bà Quy Sa Kha đó, mặc dù là những cái nhân để đưa đến cái khổ cảnh được đoạn trừ, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ đoạn trừ, nhưng mà não vẫn còn. Cho nên cái đứa cháu của bà mà nó chết á, cái đứa đó, đứa cháu của bà thương chứ, do cái thương mến đó mà bà cũng vẫn còn khóc lóc, bà đến bà trình bạch với Đức Phật, thấy không? Đó, chỉ có đến cái bậc thánh tứ đạo tứ quả thì mới tận trừ được cái điên đảo này, tức là lúc đó là cái vô minh, cái si mê diệt trừ, chấm dứt hoàn toàn, cái gì này mới nhổ đào bứng tận gốc rễ của các cái phiền não điên đảo. Xin giải thích. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú con kính tri ân sư. Dạ, vậy là đến bậc thánh thánh đạo thánh quả A-la-hán thì mới diệt trừ được. Dạ, vậy là chúng con còn đi xa lắm. Chúng con mới là những cái bước khởi đầu. Dạ, nhưng mà theo lời dạy của sư thì mình cứ đi là tới, cứ từ từ. Rồi mình cứ học và hành theo pháp Phật thì cứ đi là sẽ tới. Dạ, con thưa sư, con còn có một câu hỏi nữa như vậy đó sư, là cái mà cái tưởng điên đảo á thưa sư, thì trong cuộc sống cái tưởng mình nó rất là gần gũi với mỗi người, thì cũng có những cái lúc mình tưởng điên đảo, nhưng mà không phải cái tưởng nào cũng điên đảo, thì mình có thể biết được là cái tưởng nào không điên đảo để mình vì tưởng là suy tư, thì có những cái suy tư trong cuộc sống nó bình thường, nhưng mà có những cái suy tư tốt và có những cái suy tư không tốt. Thì mình làm sao để mình có những cái tưởng mà không điên đảo á thưa sư? Dạ, con có câu hỏi như vậy. Dạ, con kính thỉnh sư hướng dẫn giúp cho chúng con. Dạ, con kính tri ân sư, con kính dâng mic đến cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Thầm Mà Dạ. Một sân khai giá. Sự thật ra đó, cái con đường mà đạt đến cái thánh đạo thánh quả, nói là nó xa thì nói chung nó cũng không xa lắm, mà nói mà nó gần nha thì cũng không phải. Quý vị thấy mà những cái người mà leo núi không, những người mà họ chinh phục cái đỉnh Everest đó, không? Nó tới nhiêu? 8.800 mấy chục mét lận. Nhưng mà đó, từ những cái bước khởi đầu, từ những cái bước khởi đầu ở dưới chân núi, rồi kiên trì leo từng bậc từng bước, không? Nhưng mà người ta vẫn đạt đến cái nóc nhà của quả địa cầu này. Đó. Thì cái sự tu tập
của chúng ta cũng giống vậy đó. À, từ dưới chân núi lên đỉnh núi á, nó quá xa thì không phải là, nó cũng xa đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ ngại khó ngại khổ thì đâu có ai mà đạt đến cái đỉnh núi được, phải không? Đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta trời ơi cái đó dễ ợt thì cũng không phải. Nhưng mà chúng ta phải biết được rồi chúng ta bị chuẩn bị sức lực của mình. À, chúng ta có những cái phương pháp để mà chúng ta kiên trì nỗ lực thì chúng ta sẽ đạt đến cái đỉnh núi. Thì ở trong đời sống chúng ta đó, mỗi khi mà chúng ta suy nghĩ cái này là tài sản của tôi nè, cái này là con tôi nè, là cháu tôi nè, này là chồng tôi, này là vợ tôi nè, đó thì cái đó là gì? Đó, ngay cái đó là tưởng điên đảo. À, trời ơi bữa nay tôi khỏe quá, trời bữa nay tôi bệnh quá, cái đó cũng là tưởng điên đảo. Có ai đâu bệnh, không có ông sư Pháp Thanh mà cũng có cô Hồng Nhung không. Nhưng mà cái đó là chẳng qua là cái danh từ chế định thôi. À, nhưng mà tứ đại nó bất hòa. À, đó, do thời tiết. À, tự nhiên không cái trời mưa. Thấy không? Cho nên bây giờ cái chất nước nó nhiều hơn. Thành ra cái tứ đại trong này nó bất hòa. À, nó muốn bị cảm. À, nó muốn bệnh. Thì giờ mình kiếm thuốc mình uống vô, chứ đâu có cái tôi đâu nói tôi bệnh, thấy không? Đó, thành ra chúng ta từng bước ở trong cái đời sống chúng ta loại bỏ những cái mê lầm, những cái tưởng không đúng, thì bắt đầu tất cả những cái tưởng điên đảo lần hồi á, nó sẽ bị suy yếu. À, nó bị diệt trừ đó. Còn mình mà cứ bữa nay tôi khỏe, bữa nay tôi mập, bữa nay tôi ốm, bữa nay tôi bệnh thế này kia, cái nhà của tôi bữa nay á, tôi mới sơn lại cái nhà tôi bữa nay nó đẹp, cái nhà bên kia xấu quá, cái này của con tôi, cái này của cháu tôi, thế này thế khác. Đó, thành ra là chính vì chúng ta bị trói buộc trong cái những cái tưởng mê lầm này, cho nên chúng ta không thoát ra được. Thành ra trong đời sống hàng ngày, mỗi lần mình nhìn các cái đối tượng với cái sự hiểu biết, với cái trí tuệ, thì không có điều kiện để cho những cái mê lầm điên đảo nó hiện khởi. Vậy thôi, thì từng bước nha. Thí dụ như bây giờ á, mình tại sao mà mình chưa phát triển được cái tâm từ? Tại vì có những cái mà mình chưa có sự chấp nhận. Ví dụ như cái trường hợp mà mình, cái tâm mình đó, nó còn nhiều cái ngã mạn, rồi cái sân hận. Mình ỷ hơn, ỷ thua, ỷ bằng. Thì sao? Bắt đầu á, cái tâm mà ganh tị là bỏng sẻn, rồi bắt đầu cái phiền não, cái sân hận nó sanh khởi. Cho nên á, là trước khi mà chúng ta muốn phát triển cái tâm từ, thì mình phải lần hồi mình
mình dẹp bỏ, mình diệt trừ cái tâm sân hận. Đó. Bây giờ lâu nay cái miếng giường mình toàn là cỏ dại, toàn là gai gốc không à. Không? Bây giờ mình muốn trồng bông trồng hoa vô cái miếng giường mình á, thì trước hết mình phải diệt trừ cái cỏ dại trước chứ ha. Bắt đầu mình phải chịu cực, mình nhổ bỏ ba cái gai mắc cỡ, rồi ba cái cỏ vào trong cái khoảnh đất đó ha. Thì sau khi mà mình diệt trừ hết những cái cỏ dại đó, rồi bắt đầu mình mới lựa chọn bông hoa này, giống bông hoa này, giống bông hoa khác, à mình đem vô mình trồng, thấy không? Còn bây giờ mình chưa có thấy được cái trạng thái tâm của mình, à rồi bắt đầu mình ngồi đó mình rải tâm từ, làm sao mà nó có kết quả được? À bây giờ trong đời sống, à thí dụ như thường thường á, mình thấy cái người này nó có quan trái đầu đời nào, hả, mà thấy mặt người này là mình giận lên rồi, mình thấy ghét rồi, mình nghe tiếng cái người này là mình thấy ghét rồi, ha, đó. Mà bây giờ sao mình phát triển tâm từ được? Bây giờ mình phải thấy à, trong cái thế gian này đó, tất cả chúng sanh mà hiện diện ở trong cái thế gian này tất cả đều khổ như nhau, à họ cũng đang khổ đau, mắc gì mà mình ghét họ làm gì, thấy không? Bản thân mình cũng khổ đau, mình cũng bị chi phối, mình cũng chịu đựng những cái cảm thọ khổ đau của bệnh tật, à mình cũng chịu cái sự khổ đau trong cái đời sống đó. Thì bây giờ á, ai cũng khổ đau hết, à mình cũng khổ đau, chứ mình cũng đâu có sung sướng gì, họ cũng đang khổ đau đó. Thì bắt đầu á, mình diệt trừ cái tâm mà à, tâm sân ở trong chính mình trước ha. Đó, rồi bắt đầu mình phải phát triển, mình thương xót mình trước, à mình cầu mong là à mình luôn luôn mà được an ổn. Đó, rồi mình cũng cầu mong cho cái người đó cũng được an ổn. Thì là mình diệt trừ cái những cái phiền não sân hận rồi ganh tị bõn xẻn trước nha, thì mình mới phát triển được cái tâm từ nha. Còn nếu chúng ta còn những cái sân hận à, ganh tị bõn xẻn thì còn vô minh, mà nếu mà chúng ta có trí tuệ à, chúng ta hiểu biết cái định luật à, vô thường khổ vô ngã, chính mình cũng bị à, vô thường khổ vô ngã nó chi phối, thì cái đối tượng bên kia họ cũng bị như vậy đó à, họ cũng không có sung sướng gì đâu à. Đó, thì khi mà mình thấy vậy với cái trí tuệ, mình biết chấp nhận à, cái khổ nó đến là do từ những cái nhân từ quá khứ à, cho nên bây giờ quả nó trổ, bây giờ mình à, có muốn trốn tránh mình tránh cũng được à, thì thôi bây giờ cái bệnh nó đến à, thì mình tìm phương pháp nào đó, mình có thuốc có men gì đó mình uống ha, cho nó giảm bớt à, chứ còn nếu mà bệnh nghiệp mà nó trổ thì không có có thuốc nào mà thấy được à, mình chỉ có biết à, bây giờ nếu mà thật sự ra đó cái bệnh này là do những cái quả là do những cái nhân xấu từ quá khứ nó đưa đến, thì mình chỉ chấp nhận mình sống chung với nó thôi à. Đó, thì như vậy thì chúng ta sẽ có sự chấp nhận với cái khổ đau à. Thì khi mình chấp nhận cái khổ đau đó thì cái
cái thân á, nó khổ đau nhưng mà tâm nó không khổ đau. Còn nếu mà chúng ta cứ không chấp nhận, à, chúng ta tìm cách này, tìm cách kia bằng mọi giá, bằng mọi cách, nhưng mà khi mà cái bệnh mà nghiệp nó lớn thì không có cách nào, thấy không? Thành ra chúng ta khi mà chúng ta đừng có muốn cái này phải thế này phải thế khác thì phiền não khổ đau nó sanh khởi, mà muốn càng nhiều thì càng khổ đau nhiều. Cho nên trong đời sống khi mà chúng ta có cái sự chấp nhận, sự hiểu biết, trí tuệ thì lúc đó là đẩy lùi vô minh, thì chúng ta thoát khỏi, giảm thiểu những cái phiền não. Không? Thành ra Đức Phật nói sao? Hãy để cho cái thân đau, đừng có để tâm đau. Nếu mà chúng ta trong cái bệnh tật, mà bây giờ mình cố vượt qua những cái khổ của cảm thọ của thân này, thì lúc đó là sao? Cái tâm nó sẽ cũng bị những cái mũi tên nó làm cho dao động, bấn loạn, nghe không? Than khóc sầu bi khổ u não, nghe không? Còn bây giờ mình biết thôi thì tự nhiên cái thân này nó là vậy đó, nó là ổ bệnh tật mà, nó luôn luôn nó thay đổi mà, nó phải đau, phải tê, phải nhức, nó phải bệnh, là cái quy luật của nó là như vậy. Thôi những cái phương pháp nào mà mình có thể mình hạn chế, có những cái phương thuốc nào mình có thể mình sử dụng để giảm thiểu được những cái cảm thọ khổ đau đó mình sử dụng. Còn nếu mà nó thuộc về cái bệnh nghiệp thì mình chấp nhận, cái những cái cảm thọ này, thì mặc dù cái khổ đau, cái sự khổ trên thân nó cũng có, nhưng mà cái khổ trong tâm nó không có. Thì nhờ vậy nó nhẹ nhàng, nó an ổn. Còn nếu mà mình cứ chống đối, mình muốn đè nén, mình muốn khống chế, mình muốn điều khiển thì càng khổ đau nhiều hơn. Thì xin giải thích cái câu thắc mắc của Quang Thanh. Chúc Quang Thanh nhiều sức khỏe, an vui. Bây giờ thì thấy cũng sắp sửa hết giờ. Xin mời cô Kim Nhung, cô Đức Quỳnh sám hối rồi sư xin tụng kinh phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt. Với phước báo này kính cầu mong chư công đức pháp thể căn ngang, chúc tất cả quý tu nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong cho tất cả tăng sớm vượt qua những cái khổ đau thiên tai dịch quả, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy giả. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân cùng tờ Pháp Thanh. Dạ, con thấy sư nói khang cổ rồi, con định là tay để đỡ mít cho sư một chút xíu, cho sư nghỉ. Nhưng mà sư đã chúc phúc rồi. Dạ, mời Kim Nhung nghe. Dạ, con chỉ là con thấy sư nói khang cổ rồi, không thấy ai mời sư nghỉ ngơi dùng nước gì hết, nên con đưa tay. Con định con chia sẻ chút xíu để giá cho sư nghỉ ngơi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Kim Nhung. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân sư Pháp đã giảng giải bài pháp ngày hôm nay cho chúng con và trả lời các câu hỏi của chúng con ạ. Dạ, con cũng xin sám hối là con cũng... đạo tràng đặt câu hỏi liên tiếp, thành ra sư cũng không được nghỉ ngơi. Dạ,
Dạ, xin nghỉ ngơi một chút đi sư. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi một chút. Con kính tri ân sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Bài học đã kết thúc. Con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamange na wande hang ba da bang sung varuttamang butte yo khalito do so butto khamatu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang tham manh cha du vi thang qua rằng tham mê yo khalito do so tham mô khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang sang khanh cha du vit ho ta mang sang khe yo khalito do so sang kho khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau buổi học pháp để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Xin tạm mặt chư thân khúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba bhutanuvavena sanasauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanuvavena sanasauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghanuvavena sanasauti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thà Giá. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay ạ. Tiếp theo, con kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya de wa ta sang ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne na pha quan tu bu chi ta so thình ka ro te tha vi ha ra man da le te ra cha mai cha na wa ka cha phi kha bo